Hello, xin chạc tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay cặp bến tiếp tục cây Yamaha BRS970. Rất là nhiều anh chị em thích cái dòng đàn này luôn nha. Tại vì sao vậy? Trần Liêm có bí kíp để cài được Sampler V13 của Ninh Long An vào trong cây đàn này. Sampler là Sampler gốc nha. Tuy nhiên mọi người mua bộ Sampler gốc thì mọi người không được update nha. Những anh chị em nào đến anh Ninh Long An cài thì được update. Còn đối với những anh chị em nào mua cây đàn này thì chỉ được bộ gốc đến V13 thôi. V14 là không được nha. Rồi ok, cây đàn gốc thì nó sẽ có những cái tiếng nó rất là hay luôn. Đàn chanh đó mọi người, đàn bầu rất là sướng nha, string nè, guitar cổ, cái này là tiếng đàn kìm. Listen và saxophone, rất là nhiều tiếng trong cái bộ Sampler của V13. Rồi bây giờ Trần Liêm không nói dài dòng nữa, sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh của cây đàn này. Và nếu ai mà thích cái cây đàn S970 về âm thanh, về chức năng, về Sampler dân ca trữ tình, cũng như là cũng có một xíu remix vô đó, thì Trần Liêm sẽ cho mọi người nghe thử. Và anh chị em nào thích thì hãy gọi điện thoại đặt hàng nha, với mức giá chỉ 20 triệu thôi. Bây giờ mời mọi người cùng nghe Trần Liêm đàn một vài tiếng trên cái cây đàn này nha mọi người. Ok. Rồi, như vậy thì mọi người đã nghe được những cái tiếng ở trên cái cây đàn này mà Trần Liêm đã đàn cho mọi người nghe ha. Thì đối với cây đàn này thì bộ nhớ sample của nó đến 512 MB, đầy đủ dữ liệu đi làm show. Đặc biệt thì tích hợp luôn cái bộ của V13 của anh Ninh Long An thì không còn gì tuyệt vời hơn nha. Mọi người vừa nghe là bolero hòa tấu. Còn nếu mà mọi người muốn nghe trống gõ bo thì ở trong đây cũng có luôn. Bây giờ em nhân viên sẽ quay cận cảnh cho mọi người cái màn hình ở trên cái cây đàn nha. Rumba rõ bò. Đó, nghe là muốn ăn nhậu, là muốn hát liền. Bây giờ tới đi chay, đi chay nha. Đi chay thì nó sẽ tích hợp những cái bộ mà từ V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13,
đó. Thì dữ liệu của anh Minh Long mang là nó có mang tính cái kế thừa nha mọi người. Đó, V thấp, V cao thì sẽ đọc được V thấp, V13 thì sẽ đọc được V12. Và trên cái cây đàn này á, thì bộ V13 thì nó tích hợp cho luôn cả dòng SX. Do đó mà một số cái file thì nó sẽ không tương thích đến cho cái dòng S970. Lý do là cái SX9 thì nó bộ nhớ đến 1GB, trong khi cây này là 512. Do đó thì những cái style bài á, nó cũng sẽ có hạn chế một chút xíu. Tuy nhiên về style điệu, ví dụ nhạc sống đồ là mọi người an tâm nha. Rồi, DJ Vĩnh Thiên Kim. Quá sung luôn. Trần Liêm thấy rất là ok nha. Rồi, DJ Tép Riêu của Minh Long An. Yo! Đá cháy bộ chép. Rồi, bao nhiêu đó cũng đã quá phê rồi. Được, Trần Liêm sẽ mở cho mọi người xem cái expansion là của V13. Chỉ cho Liêm ơi. Rồi, ok. Đây, Backline Minh Long An, Summer V12, V13, Top DJ V3 nha. Đó, và Trần Liêm nói thẳng với mọi người luôn là dữ liệu này Trần Liêm không bán nha. Mọi người muốn cài bộ Summer 2, nếu như mà chưa mua bên Trần Liêm á, thì mọi người phải qua anh Minh Long An mua nha. Đó, bên Trần Liêm không có bán nha. Đó, cái này thì chỉ tặng kèm mà cho khách hàng thôi nha. Đó, V13 gốc, cây này là cây gốc. Nhưng mà mọi người mua ở bên Trần Liêm thì đến đời này là không được update nữa thôi. Còn đến Minh Long An thì sau này mọi người update tốn thêm 500, 1 triệu nữa thì mọi người update được nha. Trần Liêm đâu đó rõ ràng, Trần Liêm có công nghệ. Nhưng mà Trần Liêm không có ăn cắp chất xám của Minh Long An để kinh doanh. Mà mọi người nếu muốn mua chất xám của Minh Long An, hãy đến trực tiếp Minh Long An Store ở bên Hậu Giang, đường Hậu Giang quận 6 mọi người cài nha. Còn đối với ai mua cây đàn này được cài miễn phí. Rồi, ok, Trần Liêm sẽ đọc luôn cái số series để mọi người kiểm tra nha. Ok, số series của cây đàn này là ACVB 01445 01445 cho một cây đàn rất là chất lượng. Ngoại hình thì nó còn khoảng là 85%. Cạnh thì đã được gia cố cạnh, không còn rạn nứt nha. Cạnh là không còn rạn nứt nha. Đó. Phần phía trên rất là đẹp, núm xoay rất là đẹp luôn. Chữ nghĩa rõ nét. Sinta Sintop bị mờ chữ. Ben chuẩn, Abus ga vàng khủng khiếp, âm thanh rất là hay luôn. Trần Liêm vẫn có bán dữ liệu S970 theo cái dạng là 4 người, Minh Long An, Khánh Linh, FKB và cây Bông Nguyễn ở trên cái kênh YouTube. Mọi người gõ dữ liệu S970 Trần Liêm sẽ ra và bộ đó là 400.000. Riêng cái bộ gốc này thì Trần Liêm không có bán nha mọi người. Đó, mọi người mua cây đàn này thì được thừa hưởng thôi. Ok nha, rồi chọn bộ 20.500.000 đồng. Đấy lộn mọi người, 20 triệu đồng thôi. Trần Liêm nói hố hơn 500 ngàn rồi đó nha. Chỉ 20 triệu thôi sở hữu được cây đàn này. Tặng kèm bao da, chân đàn, USB dữ liệu và bảo hành 3 tháng nha. Ship hàng toàn quốc, cọc trước từ 10 đến 30% sẽ được ship hàng đi nha. Rồi, có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào, hẹn gặp lại.